cha mẹ rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình hôm nay. Và chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và nhận được thật nhiều phong bao lì xì nha. Các bạn thân mến, cô bạn đáng yêu, nhỏ xinh đang ngồi bên cạnh cha mẹ đây chính là siêu mẫu nhí Annie Thiên Kim. Thiên Kim đã tham gia chương trình của chúng mình một lần rồi đó các bạn. Và hôm nay, Thiên Kim quay trở lại chương trình của chúng mình để chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 chương trình của chúng mình đó các bạn. Đặc biệt, lần này Thiên Kim sẽ thay mặt chúng mình gửi lời chúc Tết đến cho thầy cô giáo nhân dịp đầu năm mới. Các bạn có biết không, dù còn rất là nhỏ tuổi nhưng mà Annie Thiên Kim đã khẳng định được bản thân bởi tài năng cùng tố chất của một siêu mẫu chuyên nghiệp. Ở trường, Thiên Kim luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi tính tình hiền lành. Ngoài khả năng ca hát, diễn xuất, người mẫu thì Annie Thiên Kim còn biết đánh đàn piano nữa đó các bạn. Nhưng mà ước mơ tương lai thì Annie Thiên Kim muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Chị Trà My xin chào Annie Thiên Kim. Em chào chị Trà My và các bạn đang theo dõi chương trình. Thiên Kim ơi, ngoài khả năng ca hát á, thì trong học tập em còn được rất là nhiều thành tích cao đúng không? Dạ chị, giới thiệu quá làm em ngại lắm. Đó là sự thật mà, chị biết sao chị kể vậy, chứ chị có thêm bớt gì đâu nè. Nếu mà ngại với chị á, vậy thì đối với các bạn đang xem chương trình thì em nói gì nè? Hôm nay Thiên Kim rất vui khi được tham dự chương trình, được trò chuyện cùng chị Trà My, Thiên Kim rất là vui. Thiên Kim xin chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và nhận được thật nhiều phong bao lì xì. Nhân đây, Thiên Kim cũng xin cảm ơn các bạn ở Bình Phước luôn yêu thích tiếng hát của Thiên Kim. Thiên Kim ơi, em có hay xem chương trình Vườn Hoa Âm Nhạc Tuổi Thơ của Đài Phát Thanh, truyền hình và báo Bình Phước không? Dạ có chị, sau khi được chương trình kết nối giao lưu trực tuyến thì em đã biết đến chương trình và từ đó lúc nào em cũng canh khung giờ phát sóng của chương trình để xem hết đó chị. Em rất thích xem chương trình Vườn Hoa Âm Nhạc của Đài Bình Phước. Annie Thiên Kim ơi, chị nhớ là chương trình kỳ trước á là chương trình của chúng mình có giao lưu trực tuyến với em. Lúc đó là vào nhịp hè. Hình như là em kể hết chuyện mà em học hết hè lớp 3. Nhưng mà chị lại quên mất tên trường lớp của em mất tiêu rồi. Bây giờ em có thể kể lại cho chị và các bạn đang theo dõi chương trình được biết trường lớp mà em đang học là gì nha. Em xin giới thiệu một chút về mình. Tên đầy đủ của em là Bùi Thiên Kim. Em học lớp 3-4, trường tiểu học Trần Bình Trọng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của em là ca hát, vẽ, đi cắt quất, đặc biệt là đi du lịch ở biển. Môn thể thao yêu thích của em là chạy xe đạp và chụp ba tin. Ngoài ra em còn sinh hoạt ở nhà thiếu nhi thành phố nữa đó chị. Thiên Kim thân mến, cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán á, thì cha mẹ của chúng mình cứ thường nhắc một câu là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Câu nói này nhằm nhắc nhở chúng mình hãy biết ơn về công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và công ơn dạy dỗ, truyền dạy kiến thức từ thầy cô giáo cho chúng mình. Vậy thì tham gia chương trình Vườn Hoa Âm Nhạc Tuổi Thơ số đặc biệt Tết cổ truyền chúc Tết thầy cô, thì Thiên Kim có muốn gửi lời nhắn gì đến cho thầy cô và các bạn của mình không? Lời đầu tiên em xin gửi đến quý thầy cô là em chúc quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ bên học trò của mình. Đối với các bạn thì em xin chúc các bạn đạt thành tích tốt trong học tập và có thật nhiều hoa điểm 10 để thầy cô và ba mẹ luôn vui vẻ. Chị hy vọng là thầy cô và các bạn của em sẽ rất là vui khi mà nghe lời chúc của em đó. Bây giờ thì em hãy tặng cho thầy cô và các bạn của em một bài hát nha. Dạ được. Vậy thì bài hát mà em gửi tặng sẽ là bài hát gì nè? Dạ là bài Hạnh Phúc Xuân Ngời và bài Bao Lì Xì Đỏ. Mùa xuân khát khao lòng người mang đến bao nhiêu niềm vui. Mùa xuân nắm tay trẻ thơ tô vẽ thêm bao sắc màu. Đồng xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vang trên cành tre. Vườn xinh thắm tươi sắc hoa, xuân thướt tha trong tia nắng ngời. Mùa xuân đến Tết đến, rộn ràng bao câu ca, nhà nhà đón pháo hoa rào thừa. Có cây có tiếng hát, mừng nắng xuân qua đây, ngày mai đánh thức bao mầm non. Và đầu đầy gió khe, hôn nhẹ lên tóc mây, hàng mưa bay đủ vui cùng ánh nắng chan hoa, tràn ngập bao sức sống
xuân khát khao lòng người, mang đến bao nhiêu niềm vui. Mùa xuân nắm tay trẻ thơ, tô vẽ thêm bao sắc màu. Đồng xanh đất nâu mùa vàng, chim hót vang trên cành tre. Vườn xinh thắm tươi sắc hoa, xuân thướt tha trong tia nắng ngời. Mùa xuân đến tết đến, tượng vàng bao câu ca, nhà nhà đón pháo hoa rào hường. Có cây cất tiếng hát, mừng nắng xuân qua đây, ngày mai đánh thức bao mầm non. Và đầu đầy gió khe, hôn nhẹ lên tóc mây, hàng mưa bay đủ vui cùng ánh nắng chan hoa. Tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi, khắp đất trời vang tiếng nói.
tiện bà hát ba lì xì đỏ rất chi là dễ thương. Vậy thì chị hỏi nhỏ em nha, Tết em có được lì xì không? Và tiền lì xì thì em dùng để làm gì? Tết em có rất là nhiều tiền lì xì, nào là tiền của ông bà, của ba mẹ, của anh chị. Em hay để số tiền đó vào trong heo để dành, để khi mà tới vào những dịp sinh nhật của mọi người, đặc biệt là người quan trọng nhất của em, như là ông bà, ba mẹ, thì hoặc trong trường có một vài phong trào kế hoạch nhỏ, thì em sẽ dùng số tiền này để đóng góp, giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn. Các bạn thân mến, ngoài khả năng ca hát, người mẫu thì Annie Thiên Kim còn biết đánh đàn piano. Trong chương trình hôm nay thì chúng mình được biết là Annie Thiên Kim biết chia sẻ yêu thương, quan tâm tới mọi người bằng những hành động có ý nghĩa. Dạ, chị Trang My lại giới thiệu quá về em nữa rồi, em ngại lắm. Tính khiêm tốn của em chị rất là thích đó nha. Nào, bây giờ em hãy chia sẻ kết quả học tập của em trong năm học này cho chị và các bạn cùng được biết nha. Trong 2 năm vừa qua thì em đã đạt thành tích tốt trong học tập, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và là học sinh tiêu biểu của trường. Chị Trang My chúc cho em có những kết quả mà em đã đạt được trong năm học vừa rồi nha. Và trong năm học tới á, thì chị nghĩ là em sẽ đạt được những thành tích cao hơn nữa nha. Dạ, em cảm ơn chị. Thiên Kim ơi, trong học tập thì em đã đạt được thành tích rất là cao. Vậy trong hoạt động nghệ thuật thì sao? Em thường đi biểu diễn ở đâu nè? Trong hoạt động nghệ thuật năm 2020 thì em có đoạt giải vàng liên hoan giai điệu Sơn Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức lần thứ 5 tại Hà Nội, và giải đặc biệt huy chương vàng do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng. Năm 2021 em đoạt giải nhất, tài năng tỏa sáng và giải ban giám khảo yêu thích nhất ở cuộc thi Siêu Mẫu Nhí tại VTV9. Năm 2021 em đạt giải quán quân cuộc thi Ninkus Model Kids năm 2021. Và gần đây, năm 2022, em đã đạt giải nhì ở trong cuộc thi Star King, người hùng của những ngôi sao. Chị Trà My bắt đầu thần tượng em rồi đó nha. Chào tuổi hơn chị Trà My nhưng mà đạt rất là nhiều thành tích cao trong hoạt động nghệ thuật nha. Chị Trà My chúc cho em sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong các buổi trình diễn nữa hết nha. Dạ, em cảm ơn chị Trà My. Bây giờ em có thể giới thiệu đôi chút về gia đình của mình được không? Chẳng hạn như là gia đình em có bao nhiêu người nè, em là con thứ mấy, và trong gia đình em thì có ai theo hoạt động nghệ thuật của em không? Và em thích món ăn gì nhất? Trong gia đình em gồm có 4 người, em là con lớn và em có một em trai. Bố mẹ em hiện tại đang làm ở công ty nhà xuất bản giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong gia đình em thì không có ai theo nghệ thuật cả, chỉ có em là theo nghệ thuật thôi. Và em thích nhất là món sườn nướng vì mẹ em làm món đó rất là ngon. Vậy thì trong gia đình em ai đã phát hiện ra năng khiếu của em? Và lúc đó em đi hát đó thì em bao nhiêu tuổi nè? Trong gia đình em thì mẹ là người phát hiện ra năng khiếu của em đầu tiên. Và mẹ đã dẫn em đi hát và từ lúc em 2 tuổi. Nhưng vì không có thời gian và mẹ đã không có thời gian để đưa đón em đi nè. Em đi hát ở nhà thiếu nhi, nên là mẹ phải cho em nghỉ một thời gian. Sau khi em lên 5 tuổi thì về mẹ đã cho em đi theo nghệ thuật. Nhưng mà vì sự rụt rè và nhút nhát của em, và mẹ đã quyết định cho em vào nhà thiếu nhi quận 5 để sinh hoạt ở đó. Vậy thì ai thường chở Thiên Kim đi làm nhất nè? Mẹ là người luôn đồng hành cùng em. Vậy thì nhân chương trình hôm nay thì em có muốn gửi lời nhắn gì đến cho mẹ của em không? Em muốn nói với mẹ rằng có những lúc con chưa ngoan phải làm cho mẹ buồn. Hôm nay Tết năm này con sẽ không phải làm cho mẹ buồn nữa. Con sẽ cho mẹ thật là vui. Con sẽ gửi tặng mẹ một bài hát là Chuyện Cũ Bỏ Qua. Con chúc cả nhà mình luôn hạnh phúc và vui vẻ. Annie Thiên Kim ơi, đây có phải là MV vừa mới thực hiện không? Sao chị biết vậy? Biết sao chị biết không? Dạ không, chị kể cho em nghe đi.
anh ấy Thiên Kim có biết không? Lúc mà chương trình gặp gỡ với em á, thì chị có lên mạng và tìm kiếm thông tin của em. Thì lúc đó là chị vừa chợt nhìn thấy là có một cái MV tên là Chuyện Cũ Bỏ Qua. Chị thấy em hát rất là hay và em rất là thể thương, cho nên là chị rất là thích em luôn đó. Và chị vừa mới biết được á, là em vừa hoàn thành một MV Nơi Biết Mùa Xuân đúng không? Dạ đúng. Các bạn ơi, trước khi tiếp tục trò chuyện với Annie Thiên Kim thì Trà My mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Chuyện Cũ Bỏ Qua nha. Ở khu phố có ai cãi nhau, hòa trong tiếng pháo ồn ào. Vài đứa lóc chóc lại nghe thêm chuyện pha vai mấy người hàng xóm. Mặc sao nhăn nhau cùng cào mùa xuân đến rồi. Mẹ cô chú anh chị ơi giận nhau làm chi ngày năm mới. Một năm Tết chị lại ghé thăm một lần lãng phí. Chấp nhau để làm gì? Chuyện cô mình bỏ. Nhưng mà có lẽ kỷ niệm vui nhất đối với chị á là vào dịp Tết năm ngoái. Lúc đó là do dịch Covid cho nên là chị không thể đi thăm thầy cô giáo của chị được. Cho nên là chị đã tự ở nhà làm thiệp Tết rồi gửi qua Zalo cho thầy cô giáo đó. Vậy thì đối với em thì như thế nào nè? Trong suy nghĩ của em, kỷ niệm đẹp nhất với em là có một lần em bị phỏng tay và cô giáo đã nhẹ nhàng lấy nước xoa lên bàn tay cho em để bàn tay của em bớt đau lại. Đó là kỷ niệm mà em nhớ mãi. Trong chương trình kỳ trước á thì em nói là em muốn trở thành người mẫu đúng không? Dạ đúng, ước mơ hiện đại của em cần là học thật giỏi để sau này trở thành một người mẫu, một ca sĩ hoặc là một diễn viên chuyên nghiệp.
Vậy thì chị cho em hỏi nha, nếu mà không được trở thành người mẫu thì em sẽ chọn trở thành gì nè? Em sẽ chọn trở thành ca sĩ vì em rất thích hát trên sân khấu. Chị cho mời chúc cho ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực nha. Em cảm ơn chị. Các bạn ơi, buổi trò chuyện hôm nay với Thiên Kim thật là vui và thật là thú vị. Nhưng mà thật là tiếc, thời gian của chương trình của chúng mình cũng không còn nhiều nữa. Cho nên là chúng mình phải nói lời chia tay với Thiên Kim thôi. Vậy thì trước khi chia tay chương trình thì em có muốn nhắn gửi điều gì đến người thân yêu của em và các bạn đang theo dõi chương trình không? Em xin chúc ông bà, ba mẹ, thầy cô có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Còn với các bạn, em xin chúc các bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em xin gửi tặng bài hát mà em yêu thích nhất cho các bạn có tên là Xin Chào Tết Ơi. Em xin mời các bạn và chị Trà My cùng thưởng thức. Chị nghĩ là những người thân yêu của em sẽ rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà nghe em gửi lời chúc đó. Và chị cũng xin mời các bạn đang xem chương trình chúc cho em có thật là nhiều sức khỏe nè. Và chị cũng chúc cho em học thật là giỏi nè và sẽ hát thật là hay hơn nữa. Em cảm ơn chị Trà My rất nhiều. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng thưởng thức bài hát cho Thiên Kim trình bày nha. Trà My và Annie Thiên Kim, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Mới đen hay